chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị Trinh xin có một hộp đồ chơi rất là nhiều xe đồ chơi đấy các em ơi. Wow, quá trời trời xe đồ chơi luôn nè. Một hộp đồ chơi như vậy thì thật là tuyệt vời phải không? Chắc hẳn là bé trai nào cũng rất là thích đây nè. Và chị Chim Sinh sẽ mở ra để chúng ta cùng chơi nhé. Wow, rất là nhiều xe đó các em ơi. Wow, ở đây chúng ta có 12 chiếc xe rất là đẹp đấy các em. Hãy cùng nhìn ngắm lần lượt nào. Ồ, một chiếc xe múc màu vàng. Xe đua màu xanh lá. Xe đua 68 màu vàng đó. Và một chiếc xe mui trần màu đỏ. Một chiếc xe cứu hỏa. Một chiếc xe múc màu vàng. Một chiếc xe đua được thiết kế rất là lạ mắt đây. Một chiếc xe tải bánh dụng nè. Một chiếc xe công trình. Wow, nhiều xe quá các em ơi. Xe tăng nữa nè. Bây giờ chúng ta hãy cùng lần lượt lấy từng chiếc xe xuống để coi và chơi thử nha. Để chị Kim xin lấy ra từng chiếc chúng ta chơi nào. Đây, một chiếc xe máy cày màu cam. Bánh xe rất là to nhé các em. Xe này hoàn toàn là bằng sắt đó. Rất là đẹp. Rất là đẹp nhé các em ơi. Tiếp theo đây chúng ta hãy cùng coi chiếc xe màu xanh này nhé. Wow, xe đua màu xanh lá rất là nổi bật. Rất là đẹp phải không các em? Có rất là nhiều họa tiết ở trên phần mui xe nè. Hãy cùng chạy thử chiếc xe này nào. Wow. Xe hoàn toàn bằng sắt và chuyển động rất là mượt nhé các em. Bây giờ là đến chiếc xe màu vàng nào. Wow, xe màu vàng 68 rất là đẹp, rất xinh. Đuôi xe nè. Và phần trên nắp xe. Đẹp quá.
Cho xe chạy thử nào nha các em. Chạy thử nào. Wow, một chiếc xe đua siêu xịn. Bánh xe cực kỳ đẹp. Bây giờ chúng ta hãy cùng coi chiếc màu đỏ mui trần này hoạt động thế nào nhé. Wow, đây là gầm xe nhé các em ơi. Đây, phần mui xe, mui trần luôn đó các em. Rất là đẹp nha. Cùng cho chiếc xe này hoạt động thử nào. Rất là tuyệt đó các em ơi. Và đây một chiếc xe rất là ngầu nha. Wow, bánh xe to quá. Xe có hai ghế ngồi nè. Đó, đây là phần sau xe. Xe đẹp quá. Cho xe chạy thử nào các em. Đẹp quá. Xe chạy rất êm nha. Bây giờ là đến chiếc xe màu vàng xám này nhé. Wow, bánh xe này cũng rất là to. Xe thiết kế khá là lạ các em ạ. Kiểu dáng của chiếc xe thật là hay. Đây, phần đầu nó có cái gì nè. Phần đây là phần trong ghế ngồi. Và đây là phần sau xe. Rất là đẹp nha các em. Có in số 03 ở đây nè. Cho xe chạy thử ha. Wow. Rất là đẹp nhé các em. Tiếp tục coi cái chiếc xe múc đất nào các em. Wow, xe rất là đẹp nha, màu cam đen đó. Đây, phần thân xe, phần sau xe và phía trước của xe có một chiếc múc đất nè. Rất là đẹp. Cùng coi xe chạy nha. Wow. Xe rất là đẹp đó các em. Tiếp theo đây là một chiếc xe tải màu đỏ nha. Xe này khá là giống. À, đây chính là một chiếc xe cứu hỏa. Màu đỏ rất là đẹp này các em ơi.
Phần đầu xe này in rất là đẹp, hoàn toàn bằng sắt nhé. Và bây giờ là một chiếc xe công trình công cộng đấy các em. Có thang nha. Xe cảnh sát đó các em ơi. Cảnh sát chuyên dụng có chiếc thang. Ở đây có chữ City Police nè. Wow, một chiếc thang rất là dài. Phần đầu xe. Thêm một chiếc xe khác này các em ơi. Wow, xe này rất là lạ nha. Bánh xe to và phía trước có một phần để mà người ta hay chĩa đất đó các em, chĩa đất ra xong rồi đất đất rời ra và các em sẽ múc lên. Phần đít xe nè. Thêm một chiếc xe chuyên dụng nữa nè các em ơi. Wow, xe này có màu xanh dương đậm, rất là bảnh trai đây. Ở trên này là những cái vật dụng người ta hay mang theo. Xe thiết kế 4 chỗ ngồi nhé các em, rất là đẹp. Và chiếc xe cuối cùng trong bộ sưu tập xe của chúng ta là một chiếc xe tăng rất là hùng vĩ. Màu xanh quân đội nữa các em. Wow. Phần bánh răng xe. Rất là đẹp nha.
cùng nhìn ngắm lại dàn siêu xe của chúng ta nào các bạn nhỏ ơi. Wow, quá trời xe luôn nào. Một chiếc xe màu đỏ. Rồi xe đua màu xanh nữa nè. Và một chiếc xe màu xanh dương khác. Wow, ở đây một chiếc xe mui trần màu đỏ. Xe đua 68 màu vàng. Xe tăng. Rất là đẹp nha các em ơi. Wow, chắc hẳn bạn trai nào cũng rất là thích một bộ sưu tập rất là nhiều xe đúng không nào? Các em ơi, hãy đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh để có thể coi được nhiều clip về đồ chơi hơn nhé. Còn bây giờ, chị Chim xin chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nè.